Xin mọi người xem anh Minh đang bấm cho trường hợp bị thần kinh tọa và đang bấm ngũ bội tâm tinh. Xoay chân đây để cho cái cơ dưới này nó giãn, nó đều thẳng. Và anh Minh đang bấm ngũ bội tâm tinh. Bấm lúc nãy trên ngũ bội chưa đau thì mình giờ tốn cao tinh thì đau hơn. Đau hơn chút, thở. Cái này nó bấm lúc truyền hình trực tiếp từ Nguyễn Bình Úc để lại. Tâm tinh có cả mạnh nhé. Tâm tinh là một cái chân. Đang tăng. Đang. Nhưng mà tí đi hơi nhẹ, chân nó nhẹ. Không, tôi ngồi sao rồi? Tôi ngồi sao rồi? Mà nó đẩy bằng là lọt bằng dưới này. Thở như thở đẻ vậy. Không, khi mà mua cái tay lên là nghe phải nghe sướng. Thưa các thầy, cái đó bấm cho cái kẻ hay là bấm cho ngón chân này? Mình chỉ bấm cho mình bấm cái ngay cửa giường cái này là bấm đủ năm ngón. Mười ngón. Rồi hộ thập chỉ là cái mười. Đọc xong rồi chị đi được thì sớm. Ngồi xuống dễ, bà chạy luôn. Đó. Nó coi bà chạy đi tới chạy đi. Thì lắm coi rồi, ăn đừng nói. Phải nhìn sắc mặt người bệnh nhân để coi nhanh hay không nhanh. Nhanh vào đâu? Gỗ gì vậy? Thả xuống đi. Thả xuống đi, bác cho con bác ngồi luôn xuống. Thả chưa? Thả chưa? Ngồi luôn trong đi. Đang truyền hình trực tiếp từ Melbourne, Úc Đại Lợi, mấy Úc Đại Gia. Tại cái điểm là chùa Linh Sơn. Đại điểm tại chùa Linh Sơn. Và mọi người đang xe theo dõi anh Minh ở Slovakia đang chữa cho một bệnh nhân. Họ
hồi sáng nó tới bơm máu lên chân, anh đưa phải không? Anh đưa bơm máu chân không? Đó, đây quý vị coi bơm máu lên chân, hồi sáng mình làm ở tay rồi thì cái này được bơm máu lên chân. Chưa học. Một lát thầy sẽ đưa cái bài. Thầy làm ra mình nhìn không kịp. Bây giờ mình nhìn mình đứng gần cũng không thấy rõ. Không biết quyệt gì. Rồi tí nữa phải. Tí nữa sẽ. Cái này đâu cần quyệt gì đâu. Quyền, đúng cần rồi. Coi là. Hãy ăn uống cũng có cẩn thận thôi. Cái chân này bị giãn mạnh nó nổi lên cơ chay rồi mình đã xóa bớt nhẹ trên đẩy nó lên trên rồi hỗ trợ cho cái tích mạch nó giãn ra để nó cái gì thấy cái chân sưng nổi lên, mấy cái ven nổi lên thì anh Minh đương vuốt vuốt cho nó lít đi cho nó vô. Dạ đúng. Dạ. Máu chạy đều rồi nó không thấy nổi lên nữa. Như vậy hồi nãy giờ mình bóp chân bóp thì bác sĩ không chữa hết nhưng mà thập chỉ liên tâm chữa hết. Mình làm như vậy tối thì anh người ta đau lắm hả bác? Hỏi cái chân bác là hết đau, cái tay mình mấy không mà hoa xanh xanh này đẹp không? Tay mình á, mình làm cái da mình làm thấy cơn xanh mà nó làm bớt cần thế không? Đội thập chỉ liên tâm đang là chữa bệnh và mọi người tiếp tục theo dõi coi anh Minh ở Slovakia đang chữa cho bệnh nhân ở Melbourne, Úc Đại Lợi. Victoria thành phố. Như lúc đó thì mình bơm máu tim thầy đương quay đĩa hát á, thầy đương quay đĩa hát thành ra một lát vô Facebook á, mình thấy rõ liền. Thật ra không có cần ngồi coi kỹ mình thấy hết. Một lát tôi quay Facebook lên cũng thấy hết. Dư Quang Châu hay là thập chỉ liên tâm? Dạ. Thấy rõ. Đâu hết. Cũng được coi. Được dự. Cái đó là đi trực tuyến. Tại vì nhưng mà mỗi người để làm có tớ. Tìm thấy nào đã được làm. Tất nhiên là làm một lần nó không hỏi hết được. Phải làm vài lần. Người chị á, người chị phải không? Em. Em hả? Em là con chị. Nó còn bó.
này ai cũng kết hôn với học chỉ liên tập. Đâu nó hỏi. Nha, tại vì đeo cái nhẫn là kết hôn với học chỉ. Đây là những chân đứng 1, 2, 3, 4 lần nha. Đó, đó giống như hồi nãy sập chỉ kêu bằng ngũ bội tam tinh. Dạ. Thì hương bấm ngũ bội tam tinh chưng. Bắt đầu từ ngón út đi qua. Mỗi ngón 5 lần ra ngũ bội. Ở chân thì đau hơn tay. Nó nhìn phải mình chữa bệnh phải nhìn sắc. Chị là người em đó, là có kỹ thuật học về bản chất. Trong nhà nhậu, vậy có đi đó. Nó có đi ngồi bẹp luôn, ngồi bẹp mông xuống đất, ngồi xuống đất, ngồi được mà, chị ảnh dịch mà, không sao thế, thì bây giờ lật lên cho lật đi, bây giờ ngồi bẹp đi, ngồi buông tay ra cho ngồi bẹp đi, ngồi bẹp đi, hai chân lên, bang, để nắm tay ảnh, để hai chân lên. Sát mông, tinh gót, sát mông, càng đó, càng tốt. Mang cảnh sát là sát rồi. Đó, rồi. 1, 2, 3, đứng dậy. Rồi, ngồi bẹp xuống. Ngồi bẹp xuống. Còn nữa. Ngồi bẹp xuống. Rồi, ngồi bẹp xuống. Không, để hai chân xuống. Để làm gì? Rồi, đứng dậy. 1, 2, 3, đứng dậy. Ngồi xuống. Đứng dậy. Ngồi xuống. Ngồi bẹp luôn. Đúng vậy, để chi để cho nó giãn hết rồi. Rồi bây giờ đi qua đi lại coi sao. Rồi bây giờ ba tránh chỗ ra cho nó đi tới ở chân lên để bây giờ bác đi tới cách đi khác được không? Bác đi bác ngó lên, bác dở chân lên tay quay lại đi, quay lại nè, bắt đi nó dở chân này, ngó lên đỏ dở cẳng vậy. Rồi bây giờ bắt đứng đó, ngồi xuống coi dễ là đứng dậy, ngồi xuống thấy không, khác đi, hãy vỗ tay. Rồi bây giờ bắt nói là mấy tuổi, bệnh gì, đau từng hàng nào sao, trước đó ngồi khó khăn như thế nào, không dám ngồi đẹp hay gì, bây giờ sao sau khi được bấm quyệt, được anh Minh bấm quyệt. Tôi tên là Nguyễn Hoa, tôi bị cái này cỡ 5 năm rồi. 5 năm, dạ. Ngồi xuống không được. Dạ. Hôm nay các thầy chữa. Dạ. Bây giờ ngồi xuống được cho khỏe. Khỏe hả? Dạ, tôi cảm ơn. Dạ. Thấy nó hết như thế nào, mấy chục phần trăm? Dạ. 80%. 80%, dạ. Rồi, cho dàn vỗ tay, cảm ơn. Dở cẳng lên coi, bác dở cẳng lên. Nhẹ nhàng phải không? Rồi bây giờ chạy thử coi. Chạy tới. Rồi. Oh, chạy lui lại. Không, quay lại, chạy lại. Chạy tới. Chạy. Rồi, cảm ơn. Để đi đâu phải có chiếc xe lăn đẩy. Chiếc xe lăn ha. Chiếc xe đi, đi đâu chiếc xe đi á. Dạ, chỉ đẩy chiếc xe đi, đi chợ đi đâu chứ đẩy chiếc xe đi. Đi chợ gì phải lái chiếc xe đi đó. Ờ, dạ. Quý vị thấy chưa? Bữa nay chị hai, bữa nay chị không muốn đi, tôi mong một bà chị đỡ đau thôi, mà kêu bữa nay lên ở nhà rồi bà đi sao? Dạ. Ở nhà đi xe lăn hả? Ở nhà chị đi ra đường chị phải đẩy chiếc xe cho mấy người già đi đẩy chứ. Đẩy đi xe đó, chị đi đâu cũng phải đẩy xe đó đó. Đó, còn ở nhà có khi chống gậy nữa, mà còn không phải đi chợ thì chỉ mua chiếc xe lái, chị lái đi rồi. À, bác, bác chạy thêm cái nữa. Đâu bác chạy rồi, quay chạy rồi. Chạy nữa. Chạy.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên Tâm.